chưa có hoàn chỉnh, và cái độ cô đặc của tiểu của nó cũng chưa có hoàn chỉnh nên phải tổn thương về cấu trúc mặt chức năng của nó kéo dài như sau. Giai đoạn đầu thì nó hầu hết nó không có triệu chứng, nhưng mà khi mà nó đã có triệu chứng rồi thì nó là bệnh nặng rồi ha. Đó, và các bạn thấy nè, nó là một trong những nguyên nhân gây cao huyết áp, gây thiếu máu, gây loạn xương, gây tổn thương thần kinh, gây suy dinh dưỡng. Khi mà chức năng thận nó là lọc, thành ra bây giờ nếu mà nó mất cái chức năng nó đi thì nó không còn lọc nữa. Nếu nó không lọc nữa thì cơ thể chúng ta ứ động chính chất lọc, do đó người ta điều trị bằng cách lọc thận hay là chạy thận nhân tạo, và nếu mà tốt nữa thì người ta ghép thận. Không, người ta ghép thận. Tuy nhiên thì hiện nay các bạn thấy ở các bệnh viện người ta có thể lọc thận hay chạy thận nhân tạo là cái điều nó không phải giống như là hồi xưa là điều hiếm gặp nữa, mà đây là cái vấn đề thường xuyên xảy ra và nó kéo dài cái mạng sống của bệnh nhân. Cái nữa là nếu mà trường hợp tùy theo cái độ nặng hay nhẹ, kéo dài hay là ngắn thì tùy thuộc vô cái khoảng cách giữa hai lần lọc. Còn nếu mà trong trường hợp mà trong trường hợp mà thay thận thì trường hợp cũng tương đối là khó khăn. Nên hôm bữa cô đã nói với các bạn những cái vụ thay thận thay hay là thay các tạng, có thể thay thế các tạng. Nhưng mà thật ra thay thế các tạng nó cũng có những cái điều không phải là lúc nào cũng thực hiện được. Tại vì muốn ghép hay là ghép một cái thận hay là một cái cơ quan nào đó nó đòi hỏi nhiều thứ, ngay cả anh em ruột mình chơi chắc là nó tương thích. Những cái người mà tương thích duy nhất mà dễ dàng nhất là sinh đôi buồng trứng, tại vì sinh đôi buồng trứng thì nó cùng ADN, cùng mã di truyền, thành ra là cái chuyện mà nó thải ghép hay là nó gì đó thì nó rất là dễ ha, nó tương thích, cái độ tương thích của nó rất là cao. Còn những cái người khác ở bên ngoài thì làm sao có cái độ tương thích đó, mà nếu nó tương thích người ta phải coi nó còn nhiều cái chỉ số nữa. Một mặt khác là cơ thể chúng ta không phải lúc nào nó cũng nhận của người khác, mà nó còn cái chuyện nữa là nó thải ghép ha, nó thải ghép ngay cái bản thân của nó còn chống lại nữa, đây muốn chia cái chuyện của người ngoài ha. Đấy, ra là trong cái đoạn này chúng ta sẽ có ba cái ý. Ba cái ý thứ nhất, đây là một bệnh nặng tính kéo dài trên nhiều tháng nhiều năm, và trong giai đoạn đầu thì người ta không thấy được triệu chứng lâm sàng, những giai đoạn sau mới thấy được ha, khi mà nặng lên được thì mới thấy. Thứ ba nữa là cái giai đoạn này giai đoạn cuối, và cái điều trị của nó là cẩm phân phúc mẹ, chạy thận nhân tạo ha, và hay là ghép thận. Đây là một bệnh tử vong rất là cao, giai đoạn cuối rồi mà tử vong còn cao mới lạ nữa, nữ nhiều hơn nam. Về mặt dịch tễ học thì đây là nó về phương diện thống kê, thì người ta thấy rằng là đối với là những cái bệnh thận thì người ta thấy rằng cái bệnh là cái từng tần suất của nữ nhiều hơn nam. Ví dụ như trong cái hội chứng thận hư thì trẻ em gái nó gấp 10 lần trẻ em trai. Đấy là về phương diện thống kê. Còn các bạn hỏi tại sao nữ nhiều hơn nam thì cũng thua. Thôi mình chấp nhận về mặt dịch tễ học. Có nghĩa là người ta trong một cái cộng đồng, khi mà người ta nghiên cứu ra ha, người ta nghiên cứu ra trong cái cộng đồng đó giờ có 10 người suy thận thì trong đó hết 7-8 người nữ, 2 người nam chẳng hạn, thì người ta sẽ kết ra một cái kết là nữ nhiều hơn nam. Nhưng mà ở đây không có nghĩa đó là về phương diện tập thể, người ta đưa ra con số như vậy chứ không có nghĩa rằng cái người này phụ nữ nó không có. Còn chúng ta là về mặt cá nhân thì trời kêu ai nói dạ, đúng không? Cá nhân thì trời kêu ai nói dạ chứ sao? Nói là nam nữ nhiều hơn nam nhưng mà người nam vẫn bị suy thận đó thôi, chứ không phải là nữ nhiều hơn nam là người nam không có bị suy thận, không phải như vậy ha. Đấy, thành ra chúng ta phải phân biệt được cái về cá nhân hay là về phương diện dịch tễ.
đây cũng là một cái bệnh mất khả năng làm việc, đây là một cái bệnh gánh nặng gia đình xã hội ha. Rồi chúng ta thấy qua cái cơ chế bệnh sinh một chút xíu thì ở đây chúng ta thấy lọc ở đâu ha, cái thận đây, thận ở đây thì thận chúng ta thì chúng ta có cái trong cái độ lọc của trong cái lọc của thận á, thì nó có một cái nang gọi là nang bao man ha, thì nó gọi là cái cầu thận ha. Cái đơn nguyên đơn vị của này thì nó thành cái nephron nó, nhưng mà cái nang này tự gọi là nang bao man lọc ở đây đầu tiên, rồi sau đó nó qua những cái ống lọc ha, những ống lọc cho ống lượng gần và ống lượng xa. Thì ở đây là tất tần tật mọi cái khi mà dòng máu vào đây là gọi là lượng nước tiểu thứ nhất ha. Khi mà vòng máu từ cái động mạch đến, cái tiểu động mạch đến nó vào bên đây thì ở đây 80-90% nó được hấp thu hết toàn bộ đây ha. Còn ở đây là khi nó hấp thu vô đây thì cái ống lượng gần nè, ống lượng xa, cái quai hăng lê này á, thì nó sẽ lọc ống, nó sẽ tái hấp thu lại những cái phần mà cần thiết ha, những cái phần cần thiết, nước muối, những cái chất liệu ở trong cơ trong máu của chúng ta, những cái thành phần mà nó có thể sử dụng được cho tế bào á, thì nó sẽ giữ lại hết ở đây và mình chỉ thải ra ngoài hết thôi. Rồi cái đặc điểm của nó là cái gì? Khi mà thận bị tổn thương á thì những cái nephron này á, nó bù trừ ha, nó bù trừ lại chút xíu, chúng ta thấy là nó sẽ bù trừ bằng cách nào. Nhưng mà nó tổn thương, nó mất từ từ, nó hư từ từ những cái nephron này và nó không có phục hồi lại được ha. Do đó mà nó hư luôn, không có khả năng tái tạo. Nó chúng ta có tất cả là nó khoảng là 2.500 nephron trong cái thận của chúng ta ha. Có khoảng 2.500 nephron. Và nếu nó hư trên 50% thì nó mới có triệu chứng lâm sàng. Đây. Các nephron mà khi mà nó bị tổn thương rồi đó ha, thì nó bị hư rồi, nó không xài được nữa, thì những cái nephron còn lại nó sẽ bù trừ bằng cách là nó phì đại, tăng sinh phì đại nó lớn lên ha. Rồi là nó tăng sinh, nó phì đại lên ha, để nó tăng cái diện tích lọc ha, tăng cái diện tích lọc, có nghĩa là các bạn thấy ở đây 50% nephron bị phá hủy thì nó mới phát hiện, có nghĩa là một cái nephron khi nó bị hư thì những cái nephron còn lại nó sẽ bù trừ ha, nó bù trừ như vậy, nó cứ bù trừ và đến khi mà trên 50% cái nephron nó mất, nó không còn tác dụng nữa thì lúc đó chúng ta mới có triệu chứng lâm sàng ha, biểu hiện bằng cái khả năng lọc của cầu thận giảm. Hiểu vấn đề này không? Nghĩa là mất đi 50% chức năng của quy cái sự lọc. Ha, cái số lượng của nephron nó bị mất đi khoảng trên 50%. Và như vậy thì máu nó tới có giảm không? Máu nó tới có giảm không? Không có giảm ha, máu nó tới nó không có giảm. Thì những cái nephron còn lại nó phải như áp lực, nó sẽ như thế nào? Nó sẽ tăng lên ha. Một người nó làm việc làm 2 bằng 3, 2 bằng 3 được ha. Ha, bằng 2 bằng 3. Thành ra các bạn sẽ thấy nó có nhiều cơ chế tăng lưu lượng máu cho từng nephron, phì đại diện tích lọc và tăng áp lực lọc ha. Thành ra nó mau hư không? Thành ra chúng ta thấy được nó là nó hư 50% rồi. Và chúng ta thấy cái triệu chứng lâm sàng là triệu chứng lâm sàng đằng sau nó sẽ diễn tiến bệnh rất là nhanh. Hạn chế của cái cơ chế bù trừ ha. Thì một cái những cái mà cái nephron mà nó không bị tổn thương á ha, nó làm việc nhiều hơn. Thì chúng ta thấy nó dần dần nó sẽ bị hư, nó bong tróc, nó sơ hóa, thành ra là cái cầu thận nó sẽ bị sơ hóa nè. Rồi là tăng áp lực lọc, nó tăng sản xuất amoniac, nó dẫn đến mạt hóa những cái chất liệu trong cơ thể, trong đó là bổ thể, nó gây tổn thương ống thận, nó gây sơ hóa ống thận và mô kẽ, làm hư hết toàn bộ nephron. Các bạn thấy là mà cái cầu thận thì nó không có khả năng tái tạo, hàng
này mà nó bị hoại tử nó cũng không khả năng tái tạo luôn. Mà cái thằng này là nó trong cái quá trình mà cái ống thận như nè, trong cái quá trình mà nó thực hiện chức năng của nó sử dụng oxy rất là nhiều và nó sử dụng các chất dinh dưỡng để nó tạo ra cái năng lượng cho hoạt động rất là nhiều. Do đó khi mà nó không được nuôi dưỡng ha, nó bị tổn thương, nó không bị nuôi dưỡng thì nó sẽ đưa đến tình trạng hoại tử ống thận, thì chúng ta sẽ có một loạt cái chuyện không đẹp. Hậu quả là càng nhiều nephron càng ngày càng mất đi và những chứng bệnh càng ngày càng trầm trọng. Ở đây người ta thấy rằng nó có một cái cơ chế bù trừ ha, là nó có cái vai trò của angiotensin. Các bạn nhớ cái vai cái angiotensin không? Trong cái bài cao huyết áp chúng ta có một cái hệ gọi là hệ renin angiotensin, nhớ không? Hệ renin angiotensin anh có cho con thì ở đây nó có một cái nó có một cái nghiên cứu đã thấy rằng có cái angiotensin này nó dùng thì là nó co mặt lại nè, có nghĩa là khi nó co mặt lại như vậy thì máu đến thận nó sẽ giảm ra sao? Giảm thì nó có khả khi mà nó máu đến thận nó giảm như vậy thì cái khả năng mà nó làm việc nó sẽ như thế nào? Nó sẽ giảm nè. Thành ra là người ta hay rằng là người ta có thể dùng angiotensin để chúng ta điều trị. Tuy nhiên cái bệnh nó lại là một cái chống chế, các bạn có thấy không, nó chống chế không? Máu đến thận giảm thì lọc nó lại càng bị ảnh hưởng. Mà nếu mà đường mật mà nó co mặt như thế này thì cái bệnh lý của nó sẽ đưa đến cái tình trạng cao huyết. Nhớ cao huyết áp không? Cơ chế cao huyết áp phải tăng trở đi lên cho bác sĩ không? Chúng ta thấy là một cái vòi lần quẩn, đó, cái vòi lần quẩn ở đây. Rồi chúng ta thấy rằng là cái chất mà được giữ lại khi mà bị suy thận có nghĩa là độ lọc nó giảm, đó là cái ure. Thành ra ở đây chúng ta sẽ có một cái hội chứng người ta gọi là hội chứng ure huyết cao. Nó là ứ lại những cái độc chất, những sản phẩm trong quá trình chuyển hóa của cơ thể nhưng do chức năng thận của giảm không thải ra ngoài được, như là ure, creatinin. Nó những cái chất này nó sẽ gây rối loạn chức năng của tim, của tiêu hóa, của huyết học, của thần kinh. Do đó mà những xét nghiệm tự lâm sàng lúc này người ta sẽ thử buôn và creatinin, hả? Thử buôn creatinin, bạn thấy không? Nói như vậy có nghĩa là khi buôn creatinin tăng lên ha, trong cái xét nghiệm mà tiêu hóa của chúng ta thì cơ bản chung chúng ta thấy rằng cái thận của chúng ta có hơn nhưng đương nhiên cũng phải nhắc các bạn một cái điều như này, khi chúng ta làm xét nghiệm không phải xét nghiệm cận lâm sàng lúc nào nó cũng chính xác 100% cả ha, không phải lúc nào nó cũng chính xác 100%. Nhiều khi tại vì làm xét nghiệm cận lâm sàng nhiều khi cái máy đó có tốt hay không, cái người ở lấy máu lấy nước tiểu có tốt hay không, rồi nó vận hành máy có tốt hay không để nó ra con số, và bên cạnh đó thì nó còn những triệu chứng lâm sàng nữa. Thành ra lâm sàng nó phải đi đôi với cận lâm sàng thì cái cận lâm sàng đó nó mới chính xác và cái người lâm sàng đó người ta mới áp dụng cái đó được. Chứ còn có những cái điều mà lâm sàng người ta thấy là nó không có nhưng mà cận lâm sàng nhìn kinh quá đi ha, thì nó cũng không phải ha, cũng không phải đấy. Thành ra là cái người lâm sàng người ta vẫn quyết định cận lâm sàng chứ không phải cận lâm sàng nó đưa đẩy cho người ta phải áp đặt cái chẩn đoán của mình là không phải. Thành ra là nói gì nói cái người cận lâm, cái người lâm sàng phải giỏi còn cận lâm sàng chẳng qua là nó hỗ trợ mình là thôi. Nhưng mà hiện nay thì cận lâm sàng nhiều quá đi, thành ra các bác sĩ cũng bị gọi là bị gì nhỉ, hả, bị mai một đi, bị mai một đi. Tại vì sao? Khi mà muốn mà lâm sàng giỏi thì anh phải gia nhập lâm sàng. Còn anh ở nhà mà anh chỉ coi cái xét nghiệm không thì không phải không thể nào giỏi được. Cái đó là cái cận lâm sàng nó gửi ý cho anh thôi. Chứ không phải là cái chẩn đoán chính xác trong lâm sàng. Có nhiều cái câu chuyện mà nói về cận lâm sàng lắm. Nhiều khi là thấy cận lâm sàng không có phù hợp thì là phải thử lại. Chứ còn không phải là cứ thấy cận lâm sàng
nó tệ như thế, bắt đầu phán cho bệnh nhân là cửa tử là không được, hay là cửa tử gì nữa. Nó nói với người ta là anh suy thận độ 3, độ 4 và độ 5 là đúng là anh mặc dầu là cái đơn vị chúng ta không thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên đây là một cái đơn vị mà gọi là rất là tinh vi tinh tế. Ha, nó muốn cho thằng nào vô nó phải mở cửa, và nó mở cửa phải bằng một cái đặc trưng của nó. Ha, nó có những cái kênh natri, kênh kali, kênh canxi, đúng cái kênh đó. Ha, nó thiếu kali, bởi vì các bạn biết thiếu kali, thiếu natri, thiếu gì là nó bị dính lên lập tức. Ha, bên cạnh đó thì nó có những cái chất liệu khác, ví dụ như insulin là một cái chìa khóa để mà nó gắn kết nó mở cửa, mà đút insulin nó mới mở, còn phải insulin nó mới mở. Thành ra trong trường hợp mà cái tế bào beta nó không sản xuất insulin thì nó có mở cửa được cho tế bào không? Nó không mở cửa tế bào có ăn được không? Không ăn được thì nó sẽ đói. Tế bào thì đói đường bên ngoài thì nhiều. Bạn thấy cái này không? Đó là một cơ chế. Thiếu insulin thì đường huyết nó sẽ tăng lên, và đó là cái cơ chế của tiểu đường tiếp. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta ăn vào cái lượng đường ở trong máu nó tăng lên thì nó được dự trữ bởi gan, dự trữ dưới dạng glycogen, được dự trữ dưới dạng glycogen. Khi mà đường huyết ở bên ngoài nó giảm xuống khi tế bào sử dụng nhiều quá rồi, thì lúc đó glycogen trong gan nó sẽ chuyển ra bên ngoài, nó sẽ thủy phân ra, nó phân tích ra thành glucose, nó chuyển thành glucose và tế bào sẽ sử dụng glucose đó. Vậy không? Nếu mà trong trường hợp bệnh lý của gan thì nó mất đi cái khả năng tổng hợp glucose, lúc đó thì đường huyết nó phải tăng không? Có tăng không? Không tổng hợp thì đương nhiên nó tăng rồi, nó không dự trữ được thì nó tăng, phải không? Như vậy bệnh lý của gan có làm cho tăng đường huyết không? Nó nhiều chứng lắm, nó nhiều cơ chế ở đây lắm. Thành ra trong trường hợp các em nên bình thường hay bất thường, tế bào tụy bình thường hay bất thường? Bình thường hay bất? Bình thường. Ủa, cơ chế thì cơ chế của gan mà, có phải cơ chế của tuyến tụy không đâu? Có hiểu mẹ không vậy? Có hiểu hay không? Mình thấy lờ mờ vậy. Đây nó có tất cả là ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là nó giảm tiết insulin. Insulin này được tạo ra ở tuyến tụy. Cái tụy nó bị tổn thương, nó không còn sản xuất ra insulin nữa. Nó không sản xuất ra insulin nữa. Phải vậy không? Thì lúc đó không sản xuất được insulin thì tế bào không sử dụng được glucose, tại vì nó không có chìa khóa để mở cửa. Tôi nói chìa khóa mở cửa là tôi nói nghĩa đen nha, chứ không phải nghĩa bóng như các bạn dễ hiểu đâu nha. Bản thân nó đúng là một cái chìa khóa. Như vậy cái cơ chế thứ nhất của chúng ta là cái cơ chế thiếu insulin do tế bào beta tuyến tụy vì một lý do gì đó nó bị hư hại, nó không sản xuất ra được insulin. Thì như vậy tế bào không sử dụng insulin thì đường nó sẽ ở trong máu nó sẽ ra, đó là cái cơ chế của tiểu đường. Tăng lên nhiều quá thì nó vừa có cái lượng thận thì nó ra ngoài không? Được chưa? Cái cơ chế thứ hai là cái cơ chế mà giảm sử dụng glucose. Về một lý do gì đó không sử dụng glucose, các bạn không sử dụng glucose. Không sử dụng glucose thì đường trong máu nó cũng tăng. Nhưng mà lúc này nó không phải do cái tuyến tụy, nó do ở đâu nữa. Nó do nguyên nhân ở đâu đó, trong đó có gan. Không, trong đó có gan. Ta có sản xuất glucose. Thật ra trong cơ thể chúng ta, cơ thể chúng ta khi
khi mà sản xuất ra nên một cái vật liệu để cho cơ thể sử dụng. Nó nhiều quá nó sẽ ức chế ngược trở lại. Nó nhiều quá nó sẽ ức chế ngược trở lại, nhiều quá rồi không sản xuất nữa. Thành ra ở đây chúng ta sẽ có một số cái bệnh lý của tuyến nội tiết. Nha, tuyến nội tiết ở đó thì chúng ta ở đây chúng ta đang học về cái bệnh lý nam tỵ ngoại tiết, tuyến nội tiết. Thì cái tuyến tỵ nội tiết á, nha, cái dùng bó dùng tủy không, cái tuyến hội thận tuyến tỵ chứ, cái dùng tủy dùng bó của nó có cái sản xuất ra những cái chất liệu để mà sử dụng được đi. Thành ra các bạn sẽ thấy rằng đó là nó vì những cái do gì đó mình cũng hay nói ô hay là gì đó mà nó tiết ra, nó tổng hợp ra glico nhiều hơn. Glico nhiều hơn nhưng mà cơ thể nó sử dụng hạn chế, đâu sử dụng hết được đâu. Mặc dù là cái beta tuyến tỵ nó bình thường, cái tổng nó bình thường, cái chiều thái nó bình thường, nhưng bây giờ ăn sản xuất ra quá mức thì nó có dư không? Nó có dư không? Nó cũng dư. Nó dư thì nó sẽ tăng cao đâu? Trong máu. Đó. Thành ra chúng ta thấy nó có rất là nhiều cơ chế ở đây nha. Và tùy thuộc vô cái cơ chế nào mà chúng ta có những chút tiết. Nó như vậy nó có bao nhiêu tiết? Nhiều tiết lắm, nhưng mà chúng ta học thì chúng ta sẽ có hai chút chính mà thôi. Đó là tiểu đường tiết 1 và tiểu đường tiết 2. Nắm được đây chưa? Nắm được đây chưa? Rồi. Bây giờ tại sao có bệnh tiểu đường? Chúng ta thấy rằng cái tăng đường huyết có thể gây những biến chứng cấp tính hay mãn tính, có thể gây tổn thương, gây rối loạn, gây suy giảm chức năng của nhiều cơ quan, đặc biệt là mắt, tim mạch, thần kinh, thận và mạch não. Có điều lưu ý cái thức ăn của cái đầu. Còn bây giờ nó dư quá ra thì nó lại gây ra bệnh lý, bạn thấy không? Phải vậy không? Nếu mà thức ăn thì ăn nhiều quá thì nó hút lên chứ. Thì giờ ăn nhiều cũng được, nhưng mà không ăn cũng không được, mà ăn nhiều quá cũng không được ha. Mà nếu mà nó bây giờ không ăn để nó dư thừa trong máu thì nó lại gây trở lại bệnh lý. Các bạn thấy vấn đề không ha? Đây, thật ra ha, khi mà nó dư quá thì nó sẽ chất hợp ha. Cơ thể chúng ta là một cái nhà máy máy chất khổng lồ, mà nó dư thằng này nó sẽ ức chế thằng kia. Đấy, trong phạm vi của bài của chúng ta thì các bạn cũng không cần phải nói cơ chế nhiều hơn nữa, mà chúng ta có thể nói về cái chuyện là khi mà có cái triệu chứng tăng đường huyết mãn tính này ở trong máu này thì nó có thể gây những cái biến chứng này. Biến chứng gì? Biến chứng cấp tính hoặc là mãn tính, mà những cái biến chứng này có thể gây ra tổn thương, rối loạn. Các bạn thấy những cái biến chứng của tiểu đường là gì đâu, gãy tôi nghe thử. Mắt có không? Mắt có gì? Mồi mắt, cơ mắt, có gì nữa? Thì là beta nó bị hư ha.
ý khác là chúng ta thấy nó do khiếm khuyết di truyền, chức năng hay đột biến trong của bác sĩ tế bào beta ta, nên nó lại ảnh hưởng này là nó bị nhiều khi nó bị rối loạn nha, nhưng mà nó không có bị phá hủy nhưng mà chức năng nó bị mất đi, thì nó cũng gây ra thiếu hemoglobin. Cái tiểu đường sơ sinh thoáng qua, những cái bệnh lý của tuyến tụy ngoại tiết như là tuyến tụy chấn thương, ung thư cũng thể đưa đến tiểu đường. Những khiếm khuyết di truyền của hoạt tính hemoglobin. Ở đây là cái hemoglobin này là hemoglobin với hoạt tính bình thường nhé, nhưng mà nó mất cái tế bào sản xuất ra nó, thành ra là cái hemoglobin này nó bị thiếu do thiếu sản xuất. Còn cái hàng ngày là cái hemoglobin này nó có sản xuất ra nhưng mà nó sản xuất không đúng, không đúng theo cái mẫu của nó đi, nói đơn ra nó như vậy đi, giống như cái chìa khóa của mình á, chìa khóa nó phải đúng cái ổ khóa thì nó mới mở được, còn nó không đúng cái chìa khóa thì nó không có mở được ha. Thì ở đây nó, bởi vì mình nói chỉ có hemoglobin không mà nó nhiều chuyện như vậy. Ở đây nhắc nhở các bạn một chút xíu thêm về cái đái tháo đường sơ sinh thoáng qua. Thông thường là đối với lại cái tiểu đường bẩm sinh á, thì đối với những cái người mà bị tiểu đường, bản chất của nó cũng có thể là do di truyền, bản chất của nó cũng có thể do di truyền và những yếu tố bên ngoài, các bạn thấy người ta tác động giữa yếu tố di truyền, những vấn đề của cơ thể và với môi trường. Nhưng mà đối với sơ sinh nó có tác động chưa? Chưa. Tác động gì đây? Sơ sinh tác động chưa? Chưa. Sơ sinh chưa có tác động gì hết. Đấy, nhưng mà nó vẫn có tiểu đường. Tiểu đường này là do mẹ nó, mẹ bị tiểu đường thai kỳ, chính xác ha, mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Thành ra đối với những cái người bây giờ là người ta bây giờ là đối với thai, với người mà sản phụ là người ta sẽ thử đường huyết để người ta xác định là tiểu đường thai kỳ hay không. Còn có một số sản phụ là người ta chưa có, hồi đó giờ người ta không có bị được tiểu đường, nhưng mà khi có thai thì mới có đường huyết nó tăng cao và phải trị tiểu đường ha. Thì những cái người mà thai phụ bị tiểu đường này thì đứa trẻ nó có những cái nguy cơ ha. Và khi mà sanh xong và chúng ta điều chỉnh xong thì nó về bình thường, thành ra người ta mới nói rằng cái tiểu đường thoáng qua. Nhưng mà đối với những cái đứa trẻ này thì chúng ta phải theo dõi ha. Chúng ta phải theo dõi tại vì nó trong bụng mẹ nó đã có những cái nguy cơ rồi và mẹ bị tiểu đường thì đường máu của bà sẽ như thế nào, cao hay thấp? Cao. Nhưng mà đứa trẻ thì là nó được cung cấp các chất dinh dưỡng oxy thẳng từ máu mẹ đi qua, chứ bản thân của nó trong bào thai nó không có tự sản xuất ra các chất dinh dưỡng được đâu ha, mà nó phải từ mẹ nó qua hết. Chất dinh dưỡng là một, oxy là hai, ngay cả những cái kháng thể đầu đời cũng từ mẹ qua hết ha, cũng từ mẹ qua hết và nó ăn đường nhiều như thế, thành ra cái đứa này nó sẽ béo phì ha. Thành ra là các bạn sẽ thấy rằng đối với những đứa trẻ này nó khả năng nó sẽ là béo phì, thành ra là phải theo dõi mẹ nó, theo dõi nó mỗi tháng một lần. Béo phì như vậy thì có sanh đường dưới được không? Thành ra là phải sanh chỉ huy, sanh mổ ha. Những cái đứa này chắc chắn nó sẽ sanh mổ. Rồi sao nữa, khi mà nó ra ngoài thì nó có những cái nguy cơ gì thì đối với những cái đứa mà nó tiểu đường thai kỳ này nó khi nó đi ra ngoài thì nó phải tự nó sản xuất ra những gì mà rầm rầm vậy ta, nó phải tự nó sản xuất ra những cái chất liệu để mà cơ thể nó sử dụng ha, thì là nó đang được cung cấp ngon lành, bây giờ nó thiếu hụt thì nó sẽ đi ra ngoài, nó khả năng nó sẽ bị hạ đường huyết. Chính vì thế những cái đứa này phải được theo dõi rất là kỹ càng sau khi sinh ha. Tại sao khi qua được cái chuông đó thì thôi, mà sau này nó có bị nữa hay không nó lại làm cái câu chuyện khác ha. Nhưng mà đối với tiểu đường thoáng qua của sơ sinh này là chúng ta phải có một cái kế hoạch để chăm sóc nó trước khi sanh và sau khi sanh để đảm bảo được là vuông tròn và nó đàng hoàng tử tế ha. Những cái đứa mà nó bự như thế này làm sao mà sanh nó được
xanh đường dưới rất là ô nhiễm. Còn cái chuyện mà bệnh lý của tuyến tụy thì có gì đâu khó hiểu đúng không? Rồi các tiết khác thì chúng ta có cái bệnh lý nội tiết ha. Đây u tủy thượng thận à, u tủy thượng thận, u vỏ thượng thận ha, thì nó cũng tiết ra nhiều tiết ra nhiều cái chất ha. Nó gây ra tiểu đường ha. Bản thân của cường giáp cũng gây ra tiểu đường ha. Nó do cái cơ chế hồi nãy tôi nói, cơ chế của đường huyết đó ha. Rồi tăng đường huyết do thuốc. Ở đây các bạn có thấy một số thuốc cũng có thể gây ra tăng đường huyết ha. Như là hoặc mòn, glucocorticoid, estrogen hay là tyrosine. Tyrosine này liên quan đến các cường giáp ha. Nhưng mà cường giáp này do bản thân của cú giáp Pasado, chút xíu tôi sẽ nói ha. Đấy, Pasado. Còn bản thân của cái tiểu đường do thuốc này là tại vì các bạn sử dụng tyrosine cho họ ha. Tyrosine sử dụng cho trường hợp này. Đấy. Rồi các bạn thấy có một số thuốc loại tiểu diacid và một số thuốc trong điều trị HIV hay ngay cả cái epinephrine hay là những cái thuốc điều trị động mạch vành. Thành ra là các bạn khi sử dụng thuốc nèm những một số cái loại thuốc nó có thể gây ra tiểu đường. Thành ra là các bạn khi mình thấy bệnh nhân tiểu đường thì mình phải hỏi lại và trong cái quá trình điều trị của mình có dính dáng gì tới những cái thuốc có thể gây ra tiểu đường hay không. Bạn thấy không? Những cái này để gợi ý cho chúng ta là chúng ta hỏi lại tiền sử, khai thác lại tiền sử để xem cái nguyên nhân của tiểu đường là cái gì. Ở đây dính dáng yeah.